Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, công ty cổ phần công nghệ Savimax xin gửi đến các bạn máy cắt cỏ Oshima VX330. Máy cắt cỏ Oshima VX330 thuộc thương hiệu Oshima được nhiều người tiêu dùng biết đến và sử dụng một cách phổ biến rộng rãi. Máy cắt cỏ chạy động cơ 2 thì xăng pha nhớt. Máy hoạt động khỏe, bền bỉ, giá thành rẻ. Máy cắt cỏ Oshima VX330 là sản phẩm giúp bạn tiết kiệm được thời gian, hoàn thành công việc. Máy cắt cỏ Oshima VX330 là sản phẩm chuyên dùng trong việc cắt tỉa, phát quang bụi rậm, làm vườn ở công viên, khuôn viên khách sạn, phát cỏ khu công nghiệp, nhà máy, phát cỏ ven đường, trang trại cắt cỏ cho sân vận động. Ngoài ra, máy còn có thể dùng để thổi lá cây trong rừng, bơm nước. Đặc điểm của máy cắt cỏ Oshima VX330: động cơ mạnh mẽ, dễ khởi động, đáp ứng được nhu cầu làm việc, tuổi thọ máy cao, kéo dài thời gian sử dụng khi phối hợp với công tác bảo quản, bảo trì. Tốc độ quay lên tới 11.000 vòng trên phút cho khả năng cắt cỏ nhanh và đều. Lòng lớn, lực đẩy mạnh. Bình xăng dưới sử dụng màng bơm tiết kiệm nhiên liệu. Đế chắn bình xăng bằng sắt dễ dàng tiếp xúc đất mà không hư hại. Cần làm bằng chất liệu aluminium, cùng dày và cứng cáp. Thông số kỹ thuật của máy. Máy có công suất 0,9 kW, tốc độ 12.000 vòng trên phút, dung tích 32,6 cc, bình xăng con là màng bơm, bình xăng lớn nằm dưới, nhiên liệu xăng pha nhớt tỷ lệ 25:1, dung tích bình xăng là 0,8 lít, với cân nặng của máy là 6,7 kg. Bảo máy được bảo hành 12 tháng. Phụ kiện theo máy bao gồm túi phụ kiện, tay cầm, lưỡi cắt, tấm đệm, bình pha nhiên liệu, chắn cỏ. Sau đây là các bước lắp máy. Bước 1. Lắp cần vào động cơ. Bước 2. Lắp tay cầm, điều chỉnh phù hợp với nghề cắt. Bước 3. Lắp chắn cỏ. Bước 4. Lắp lưỡi cắt cỏ. Lưu ý, lưỡi lắp đúng rãnh để khi hoạt động, máy không bị rung lắc. Sau đó, lắp dây đeo. Tấm đệm ốp. Sau đây là video chạy máy.